Khi nào ở đây có cái hiện tượng người nấu cơm lấy đũa cài đè cho cái rơ ne bán tự động này bật xuống, trong khi đó rơ ne tự động quá 80 độ đã cắt rồi, cố tình đè xuống, khi nồi cơm nóng đến 120 độ thì rơ ne này sẽ tự cắt. Đây gọi tôi gọi là rơ ne chống cài đè. Bây giờ tôi xin trình bày với các bạn về cái sơ đồ mạch điện của cái nồi cơm điện. Tôi cứ vẽ kiểu nhà quê nhé, các bạn thông cảm. Thứ nhất là cái nồi bán tự động. Đây, đây là cái mạch điện của cái nồi bán tự động. Và thứ hai là cái nồi cơm mà có gắn thêm tự động. Đấy, nó khác nhau ở cái điểm nào? Thì nó khác nhau ở cái điểm này. Đấy, nó có gắn thêm một cái rơ ne này. Ở trên này là không có. Trên này thì nó có cái phần dây nhiệt, nhưng dưới này thì bỏ đi. Bây giờ đi vào sơ đồ thứ nhất là sơ đồ của cái nồi cơm bán tự động. Đây là cái mâm nhiệt chính này. Đây là mâm nhiệt chính này. Đây là đèn đỏ này. Đây là đèn vàng này. Đây còn đây là có hai con điện trở của hai cái đèn. Đây là cái rơ ne bán tự động, thò tay bật một cái thì nó chập vào. Đấy. Đến khi nào đủ nhiệt thì nó sẽ đẩy tách ra. Đi theo nó nắp song song với cái rơ ne bán tự động này là gồm có một cái dây nhiệt hoặc là một cái miếng nhiệt, miếng thanh nhiệt và một cái ta gọi là một cái cũng nó cũng là một cái rơ ne. Rơ ne khi nào mà nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 40 độ thì nó sẽ bật. Cái rơ ne này sẽ tự bật và điện sẽ chạy vào cái thanh nhiệt này. Thì nhiệt độ nó tăng lên được một chút, thế nhưng mà tổng nồi cơm thì nhiệt độ không cao. Đấy. Thế thì trên cơ sở này tôi mới không dùng cái thanh nhiệt này nữa và tôi dùng hẳn một cái ta gọi là cái rơ ne nhiệt. Nếu mà nhiệt độ thấp thì cái rơ ne này tự bật để làm cho cái điện nó sẽ chạy vào thẳng cái mâm nhiệt này. Đây, tôi nói những cái sơ đồ bên dưới. Dòng điện bình thường. Đấy. Trước mắt là các bạn không quan tâm đến cái rơ ne này vội nhá. Rơ ne này là không quan tâm vội này. Ta mới xét có một cái rơ ne bán tự động này, một cái rơ ne tự động này. Đấy. Và cái mâm nhiệt. Thế thì lúc bình thường thì khi đóng điện, đóng cái rơ ne, đây gọi là cái rơ ne bán tự động đi. Đấy. Tay mình đóng rồi nó tự bật ra thì là một nửa gọi là bán tự động. Thế còn cái này là tự nó nhiệt độ, tôi sẽ đặt là vào 80 độ C, đấy, nó sẽ cắt điện. Còn dưới 80 độ C thì nó sẽ tự cấp điện. Khi nấu cơm mới cho gạo, cho nước vào trong xoong đặt vào nồi thì ta bật cái nãy làm cho cái rơ ne bán tự động này đóng điện. Lúc đó vì nhiệt độ vẫn thấp hơn 80 độ C cho nên cái rơ ne này nó đã tự đóng. Dòng điện sẽ chạy đi qua hai rơ ne, vào trong mâm nhiệt để cấp điện cho mâm nhiệt và làm mâm nhiệt nóng lên, đèn đỏ bật sáng, mâm nhiệt nóng lên. Đến khi đạt được 80 độ C thì cái rơ ne tự động này đã cắt, nhưng rơ ne bán tự động vẫn đang đóng điện. Khi nào trong xoong cơm hết nước, nhiệt độ tăng lên 110 độ C thì cục nam châm mất từ và nó sẽ đẩy cái rơ ne này bật ra. Lúc đó cả hai rơ ne này cắt điện. Điện sẽ không đi vào mâm nhiệt nữa và lúc đó điện sẽ quay sang, đi sang qua đèn vàng và ra ngoài. Đây là hoạt động bình thường của một nồi cơm. Khi
khi nào nhiệt độ ở trong xoong hạ thấp dưới 80 độ C thì dơ ne này sẽ tự đóng điện, cấp điện cho mâm nhiệt để mâm nhiệt nóng lên. Khi nào vượt quá 80 độ C thì cái dơ ne này sẽ tự cắt. Mỗi lần nó cắt thì đèn vàng bật sáng, mỗi lần nó bật thì đèn đỏ bật sáng, đèn vàng sẽ tắt. Cứ như vậy trong vòng 45 phút cho đến 60 phút nồi cơm sẽ tự chín. Thế còn bây giờ ta xét sang tại sao có thêm một cái dơ ne tiếp theo nữa. Dơ ne này đấu nối tiếp toàn bộ mạch điện, đấu nối tiếp toàn bộ mạch điện. Khi nào ở đây có cái hiện tượng người nấu cơm lấy đũa cài đè cho cái dơ ne bán tự động này bật xuống, trong khi đó dơ ne tự động quá 80 độ đã cắt rồi, cố tình đè xuống. Khi nồi cơm nóng đến 120 độ thì dơ ne này sẽ tự cắt. Đây tôi gọi là dơ ne chống cài đè. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dơ ne tự động 80 độ và dơ ne tự động 120 độ. Hai cái dơ ne này giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác là khi mình điều chỉnh nó. Và cái dơ ne thứ ba là cái dơ ne bán tự động. Nó cấu tạo nó như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta theo dõi tiếp.